Không, thực ra cách nào có so sánh anh em, cái này không tránh được, cách nào có so sánh thôi. Các bạn hiểu biết tầm hiểu biết ít mới là các bạn cái tính cách của người ta như vậy rồi, nhưng không tránh được. Bây giờ người ta đăng ký có thể đăng ký 5.000, 7.000 tiền mạng, người ta đăng ký gói 4-500 mê, người ta vào người ta đi khắp các streamer người ta chửi bảo là ông A này bắn như tóc bảnh, ông B này thì mặt nhìn như tóc bảnh, ông C thì bắn nói chuyện thì giọng như gọi là Việt Đực chẳng hạn đấy. Người ta nói chung là tự do ngôn luận mà tránh làm sao được. Không sao cả, cãi đi. Cái vấn đề là mình luôn luôn phải giữ tự tin và cống hiến cho anh em còn lại xem, chứ còn đẩy với tận dòng dưa đấy thì bao giờ mới lấy được. Đây là em cống hiến cho anh em xem, mày hết là mấy cái đồ này anh em. Cách kênh nào cũng có mấy bạn cà khịa này, càng nhiều view càng có nhiều bạn cà khịa, cái đấy không tránh được. Nhưng mà trong vòng 100 người thích mình chỉ có 1-2 người ghét thôi thì cũng không sao cả, cãi đi. Mình phải nhìn vào 100, nhìn vào 90-80 người yêu thích mình để mình cố gắng chứ còn để làm gì 1-2 bạn đấy. Những cái bạn đấy là để các mod ở fanpage lo ban thổi kênh ngay, phá mod ngay. À vào đây nào các my fan. Hello my friend. Không có ai à? Aha, đấm tao á, đấm tao á. Nào cho mày chạy vào trong nhà đấy, cho chạy vào trong nhà đấy. Nhặt súng à? Nhặt súng à Hoàng à? Hoàng ơi, Hoàng đen lắm. Việt Nam bị kia bắn chưa? Đấy mới là, đây mới là M16 này, dầm bay khỏi M16 kia. Đấy mới là M16. Úi giời ơi, tiến à? Tiến à? Bỏ đâu bạn ơi? Úi giời ơi, lốc luôn miên ma. Một viên dưới đầu luôn. Úi giời ơi, kinh ập M16 quay lại đây, quăm tu bộ phim. Kinh ập M16 đây rồi. Hello my friend. Táp M16. Ôi giời ơi, thằng kia chưa bơm máu. Đang kia chưa bơm máu, chưa bơm máu. Giỏi nhờ. Úi giời ơi. Không chết được. Rồi ơi, tưởng không chết. Tưởng vẫn xịt phát đấy cơ. Thật tử em quay lại em lấy xe rồi em công sang bên thằng bên thính đi. Cứu à. Cứu à. Cứu à. Trời. Cứu làm sao được. Lút đồ đã. Đút đồ đá, đút đồ đá. Bây giờ mà lên lập khẩu AUG nữa thì đúng tuyệt vời, ông mặt trời luôn. Trời ơi. Mày chưa biết bộ bim là ai à? Đâu rồi, thằng này đâu rồi? Nó vừa đớp cây bà ở đây này. Mặt trước.
bắn vào bụng. Có đốt mùng bắn, mùng mắt đấy nhỉ. Bộ bíp đâu rồi? Bộ bíp đâu rồi? Bộ bíp đâu rồi? Mày nhìn tao à? Bắn tao à? Bắn tao à? Hơi mù mắt. Hơi mù mắt. Ôi, nó biết mình này. Nó biết mình mở cánh này. Mày. Biết mình mở cánh rồi. Ôi, lốc lên lốc xuống. Lốc lên lốc xuống này. Lốc lên lốc xuống này. Lốc 7 tỷ lần luôn này. Nào mày cứu nó đi. Để tao xem hai mày cứu đến bao giờ. Cứu à. Cứu à. Cứu nó đi. Đồng đội đâu rồi? Cứu đi. Còn một thằng trong nhà nữa, chưa sang cứu. Yên tâm, thằng trên kia vẫn một khẩu ốp đấy anh em. Bắn thoải mái đi, đạn ốp vẫn. Nó đứng đứng cạnh mình kìa. Sai quá sai luôn đấy. Tự nhiên có tìm tìm ngay đến mình luôn. Sợ thật. Chúng mày đợi thế. Bộ bim. Chỉ có bộ bim thôi. Ở đây chỉ có bộ bim thôi anh em. Xoài quả nằm xuống. Phải nói là đúng là skin. Nó phải dựa vào gọi là kỹ năng rồi anh em. Đến đúng với cái kỹ năng nha anh em. Mãn nhãn chưa canh của em. Đi từ cõi chết trở về luôn. Em tưởng em toàn rồi cơ. Em tưởng toàn phát đấy rồi cơ. Được chưa? Đấy. Thế mà các anh em không ủng hộ thằng em một quả gọi là một quả like với mấy quả chia sẻ đó thì thật sự là quá đáng tiếc luôn. Rồi, bộ bim mà cầm khẩu vào khẩu AUG này thì nó là hack không giật rồi. Nó là hack không giật rồi. Để cho bộ bim cầm một khẩu súng này thì hack không giật rồi. Hơi sai lầm khi đưa cho mình khẩu súng này. Lại còn thêm cốp 6 nữa thì ai bắn được. Được. Thằng kia đang cứu thằng bên nhà gạch rồi. Chưa chạy xa đây đâu. Em ra em ke hướng đi của nó. Lớp 3. Có một thằng. Nào thỏ ra. Chơi không? Ngó chúng tôi à? Ngó chúng tôi à? Mày! Một cân bốn à? Một cân bốn bọc của em. Bắn nó phải tính toán như vậy. Ồ, em nhặt nhiều sấm bốc à? Thôi chết rồi, em không cầm xe lên rồi. À, hai team nữa cơ mà. Hai team nữa cơ. Chưa xong đâu. Hai team nữa cơ. Quên không cầm xe rồi, tôi chết rồi.
Gọi là ví dụ trường hợp mà Bon giật xuống dưới là thôi em đi bộ là coi như em đen rồi. Em chào mọi người nhá, chào tất cả các anh em đang xem livestream nhá. Em đen rồi, còn này nữa mà em mà tình huống mà bo giật xuống dưới là em chết. Đó, em chết, em toang rồi. Thôi được, liều thì ăn nhiều. Thầy huấn bảo rồi là liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Nhưng mà phải trong tầm kiểm soát. Cảm ơn Tâm nhá, cảm ơn em nhá. Thank you Tâm nhá. Hello mọi người nhá, chào 6400 anh em đang xem livestream nhá. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Ui, cái gì đấy? Từ từ em xem mắt gần em này. Gần em. 3 thằng. Mình trong bo. Toàn rồi. Bỏ quá. Gần em này, 3 thằng cơ. Ít thì 3 thằng gần em. 3 thằng. Chào mọi người nhá, càng quá. 3 thằng. Bên đường nữa. Bây giờ là mình đợi hai team kia nó combat rồi mình ra mình bắn cùng cắn bắn lén nó thôi. Mình phải tham gia với tư cách người thứ ba. Bây giờ mình xuống mình công một team là team kia nó đến tập đến ngay. Lớp 1 này. Cá gió không? Cá gió luôn rồi kìa. Hai thằng trước mặt em này, ném bom lớp 2 này. Ném bom lớp 2 này. Đâu rồi? Kẹo đâu rồi anh em? Được chưa? Căng chưa? Đấy, em bảo rồi mình phải tham gia với tư cách là người thứ ba thì mình mới là người có lợi. Chứ mình mà cứ nhảy vào combat từ đầu game là mình toang. Phải dùng đầu óc anh em. 32 kill. Livestream người thật, người thật. Được chưa anh em? Ủng hộ thằng em xin một like được không anh em? Mãn nhãn chưa? Hay mãn nhãn đôi mắt của anh em chưa? Đóng tiền mạng là phải bắn những trận đấu như này. Xem những trận đấu như này anh em. Xem livestream như này mới là xem này. Cảm ơn anh em nhiều nhá, thank you anh em.